Video sở boy thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem, còn đã xem thì nhớ like, share ủng hộ nhé. <laughs> Xin chào anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng anh em đã đến với Hai Đệ Tộc Anime. Hôm nay tôi sẽ gửi đến anh em một video về bộ truyện Kumonanika Desuga, hay có tên tiếng Việt là Tôi là Nhện đấy thì sao nào? Nhưng mà khác với thường ngày một chút, chuyên mục lần này sẽ là Q&A. Bạn hỏi Hai Đệ Tộc trả lời. Trong video hôm nay tôi sẽ trả lời những thắc mắc của anh em về bộ truyện mà tôi tổng hợp được. Tôi hứa với anh em sẽ làm về chủ đề này cũng lâu rồi nhỉ mà đến bây giờ tôi mới có cơ hội làm. Thành thật xin lỗi khi đã bắt anh em chờ đợi. Thôi không làm ma nữa, chúng ta cùng đến với chương trình dân hỏi tộc trưởng trả lời. Câu hỏi đầu tiên cũng là câu hỏi được nhiều anh em hỏi nhất. Nó là dòng thời gian của bộ truyện được diễn ra như thế nào, mà nó khó hiểu và cơ lợi. Trước khi đi vào trả lời, tôi xin giải thích rằng trong anime, bộ truyện được diễn tả ở góc nhìn thứ nhất của rất nhiều nhân vật. Đây cũng là nét đặc trưng của Kumo Desuga Nanika mà hiếm có anime nào làm được. Trong anime có 3 góc nhìn chính. Thứ nhất là góc nhìn của nhân vật chính Kumoko, tức là bé nhện của chúng ta. Thứ hai là góc nhìn của Bato ở phe quỷ. Thứ ba là góc nhìn của hoàng tử Shinren ở phe người. Tóm cho nó gọn lại, thì anh em cứ hiểu là mỗi góc nhìn đại diện cho một phe, nhện, người và quỷ. Ngoài ba góc nhìn vừa kể, bộ truyện còn rất nhiều góc nhìn phụ như góc nhìn của anh hùng Julius, đại pháp sư Ronan, vân vân và mây mây. Khi xem phim anh em sẽ có thể lầm tưởng rằng ba góc nhìn này đều tồn tại song song trên cùng một dòng thời gian. Cho đến phút thứ 9, giây thứ 45 của tập thứ 10, tác giả quay xe như hải nên ai cũng lú. Đại pháp sư Ronan hồi tưởng lại 15 năm về trước, ông đã chạm trán chính Kumoko trong đại mê cung Euro và bị bé quét sạch cả đoàn quân, chỉ chừa mỗi ông và thằng triệu hồ sư quay về, nhưng cũng u đầu mẹ chán. Nhưng khi quay trở về góc nhìn của Kumoko thì đó chỉ là vừa thoáng qua. Từ đây suy ra góc nhìn của Kumoko có thể đã xảy ra trước góc nhìn của Đại Pháp Sư Ronan, đầu đó 15 năm. Thêm một chi tiết khác chứng minh nhận định này. Đó là khi Sư nói với con Á Long Đất Faye rằng nó chính là quả trứng mà 15 năm trước người ta lấy được trong cái hang động của bé nhện. Qua đây ta có thể khẳng định rằng góc nhìn của phe người và phe quỷ nằm trên cùng một dòng thời gian. Và nếu ta giả định rằng góc nhìn của người và quỷ là dòng thời gian chính hay nói cách khác là thời điểm hiện tại của bộ truyện, thì góc nhìn của bé nhện là dòng thời gian 15 năm về trước. Tự dưng đến đây tôi lại nghĩ đến mình và crush anh em ạ. Tôi yêu crush trong hiện tại, mà em lại yêu tôi trong ảo tưởng. Ngỡ là cùng một con thuyền trên dòng nước mà đứa trôi trước, đứa trôi sau, hu hu. Đến đây anh em sẽ hỏi là tại sao ông tác giả lại triển khai bộ phim theo dòng thời gian kỳ lạ như vậy? Từ bé ăn giờ thật đấy. Ông ấy là anh em với Christopher Nolan hay vì ông muốn làm người xem xoắn não để họ phải coi đi coi lại bộ phim? Ông thích làm thì làm, không thích thì làm hay là vì một lý do đặc biệt khác? Thật ra thì chẳng có thông tin gì về việc này cả. Nhưng anh em hãy dừng video này lại 30 giây. Cái dễ an toàn để tôi bật Yasuo thông thạo cấp 7 lên rút gơm chém gió nha. Tôi xin đưa ra một giả thuyết nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục rằng sở dĩ tác giả cho chuyện được triển khai như vậy là bởi vì chủng loài bé nhện của chúng ta là quái vật, khi vừa sinh ra bé đã có thể di chuyển, săn mồi, hoạt động thoải mái hoàn toàn không bị hạn chế bởi những yếu tố về sinh lý, nên câu chuyện bắt đầu từ lúc bé vừa ra đời là khá hợp lý. Nhưng đối chiếu qua phe người, nếu câu chuyện được bắt đầu lúc Hoàng tử Xuân vừa sinh ra đời thì sao? Khi đó chúng ta sẽ phải dành thời gian ra xem 15 năm của một đứa nhóc từ lúc nó oe oe khóc đến lúc nó trưởng thành. Khác với quái vật, con người khi chuyển sinh được sinh ra với trí óc của một người trưởng thành, nhưng cơ thể của họ vẫn là em bé. Họ vẫn bị ràng buộc bởi những yếu tố sinh lý như chưa biết đi, chưa biết nói, sống nhờ sự chăm sóc và nuôi dưỡng của người lớn. Vậy nên, nếu tác giả làm phim từ lúc Shun vừa ra đời, thì cho anh em chúng ta chẳng có mấy cảnh đáng để xem và đa phần toàn phải thấy cảnh Shun tè dầm. Việc cho chúng ta tận hưởng bộ phim thông qua rất nhiều góc nhìn khác nhau cũng tạo nên một điểm độc đáo cho Kumo Desuga Nanika, một trải nghiệm rất thú vị và mới lạ. Giờ tôi sẽ cung cấp thêm một ít thông tin ngoài lề chút cho anh em. Trong dòng thời gian chính, bé nhện đã trở thành thần, vượt ra khỏi hệ thống W và đang đứng về phe quỷ, dưới tư cách là thống lĩnh quân đoàn 10 với cái tên Shiraori, thường gọi là Shiro, ở xã hội con người, bé nhện được xem như là quái vật huyền thoại với cái tên là ác mộng của đại mê cung. Mấy con quái vật nhện còn tồn tại ở đại mê cung Euro đều được con người gọi là tàn dư của ác mộng. Thực chất chúng là những đứa con của bé nhện đấy. Câu hỏi thứ hai, rất nhiều anh em thắc mắc về nhân vật rồng đất Ferun. Cho anh em nào chỉ coi anime hoặc web novel mà chưa coi cả hai, thì đây chính là một điểm khác biệt giữa anime và web novel. Nhân vật Fae tức là con rồng đất đi theo Shun suốt đấy, là một người bạn cùng lớp với Shun trước khi chuyển sinh, có tên là Mirei Shinohara. Trong phiên bản web novel thì phê được thay thế bằng Peorat. Shun đã tìm thấy và thuần hóa một con giống như con thần lằn có kích thước bằng lòng bàn tay. Sau khi ký khế ước, Peorat tiến hóa thành một con á long cấp thấp. Cuối cùng, nó phát triển thành một á long ánh sáng cấp cao nhờ danh hiệu anh hùng của Shun, giống như là phê trong anime vậy. Tại lần đầu Shun triệu hồi Peorat thì nó có chỉ số cao hơn cả cậu. Ngoài ra, Shun nói rằng cậu cũng có một vài con pet khác và nhờ danh hiệu anh hùng, chúng cũng tiến hóa và trở nên mạnh hơn. Tôi cũng có hai ý muốn gửi đến anh em xem anime. Thứ nhất, thật ra trong web novel hay manga dòng thời gian này khá nhẹ nhàng và dễ hiểu. Nó tiếp cận người đọc một cách từ tốn chứ không có thần tốc như anime. Sở dĩ anime nhanh như vậy vì nó là dạng animation truyền thể từ novel nên nó phải đốt cháy giai đoạn rất nhiều. Nhưng em biết đấy, có nhiều bộ anime truyền thể từ novel bị cắt còn tàn nhẫn hơn. Có những bộ cái kết của nguyên tác với cái kết của anime, nó chẳng dính gì với nhau. Vì thời lượng nên người ta phải dồn 330 chapter, dồn lại thành 24 tập, đương nhiên là hơi hách não rồi. Do đó tôi khuyến khích anh em đọc web novel, như vậy sẽ hiểu đầy đủ và chi tiết hơn hoặc là không muốn làm mà vẫn có ăn thì nhanh trí đăng ký hai d tộc và theo dõi những video phân tích cũng như spoil thì từ từ anh em sẽ hiểu hết cả bộ chuyện mà không cần xem ha <laughs> đùa đấy <laughs> tiếp theo là câu hỏi có phải Kumoko là quỷ vương trong thời gian hiện tại không Tại phút 18 giây thứ 15 khi Kumoko ở dạng nhện đã sử dụng tà nhãn tiêu diệt địa long Alaba và cảnh kế là quỷ vương tâm sự rằng Địa Long là loài có lòng danh dự cao, cảnh này dễ gây nhầm lẫn rằng Kumoko là quỷ vương, nhưng xin thưa là không phải. Quỷ vương của 15 năm trước tại dòng thời gian của Kumoko phiên bản nhện và quỷ vương của hiện tại là một. Hẳn là được lòng dân quỷ lắm, nên ba nhiệm kỳ tổng thống vẫn tái đắc cử như thế. Còn ở thời điểm hiện tại, cô gái ngon nghẻ ngọt nước đứng cạnh quỷ vương trong tập 6, phút 20, giây thứ 34 chính là Kumoko. Bé nhện của chúng ta đã hóa thành người, dậy thì thành công thế chứ lại. Tại sao lại có cảnh đó? Thì nếu anh em xem đầy đủ 18 tập anime, anh em sẽ thấy Kumoko có 4 ý chí song song, giúp cho cô có thể làm bốn việc cùng một lúc. Nhưng mặt trái của nó là linh hồn của Kumoko phải chia ra làm 4 phần. Khi Kumoko phát hiện ra, cô có thể tấn công Taratech Chúa và cả quỷ vương Ariel bằng có đường linh hồn mà cô đã thực hiện. Trong quá trình ăn mòn linh hồn quỷ vương, quỷ vương đã dùng sức mạnh bản thân chống lại linh hồn của Kumoko, với kết quả là cả hai linh hồn đã hòa hợp lại với nhau, làm tính cách của quỷ vương khá giống Kumoko. Tiếp theo, tại sao kế cảnh Kumoko hạ Alaba lại là cảnh quỷ vương nói bọn rồng đất là loài có lòng kiêu hãnh? Là vì trong quá khứ quỷ vương có đấu với rồng đất và tận 9 con. Câu hỏi thứ tư, có phải Julius và Ariel là hai người gây ra nổ không gian khiến cho cả lớp của Sun trước khi chuyển sinh phải đi bụi không? Đáp là không nha. Vụ tai nạn đó là do ma vương đời trước và anh hùng đời trước tạo ra nha. Câu hỏi kế tiếp, skill cấm kỵ có tác dụng gì? Đầu tiên ta sẽ nói đến điều kiện để sở hữu skill cấm kỵ. Skill cấm kỵ là skill dành cho những người đã vi phạm điều cấm kỵ. Bạn có thể đạt được bằng cách thỏa mãn một trong những điều kiện sau. Thứ nhất, đạt được những danh hiệu đòi hỏi làm điều xấu, ví dụ như kẻ ăn thịt đồng loại. Thứ hai là bạn tiến hóa một dạng đặc biệt như Edison của bé nhện. Khi tiến hóa lên dạng này, bạn sẽ tự học được cấm kỵ. Thứ ba, tăng cấp ma pháp dị giáo lên cấp tối đa. Thứ tư, học skill cấp chủ. Thứ năm, sử dụng skill cấp chủ và skill quyền lợi cấp chủ Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Khi cấm kỵ đã đạt level 10, người sở hữu sẽ luôn bị tấn công tinh thần bởi cảm giác tội lỗi đủ mạnh để làm biến đổi nhân cách của người sở hữu. Cho biết thông tin về hệ thống, sơ lược về hệ thống, chi tiết toàn bộ mục có trong hệ thống, nhật ký cập nhật, tóm tắt điểm chính, lịch sử luân hồi. Việc tìm kiếm thông tin trong danh mục cấm kỵ sẽ bị công kích tinh thần mãnh liệt. Chỉ riêng việc mở danh mục thôi cũng đã đủ gây cho ta cảm giác buồn nôn. Càng truy cập sâu, những dòng chữ trong đó có một sự đáng tởm kỳ lạ, cứ như bản thân nó là tập trung tất cả mọi cái ác trên thế giới cuối cùng là một câu hỏi không liên quan đến bộ truyện nhưng mà lại được anh em hỏi rất nhiều nó là giọng đọc trong các video của kênh 2D tộc nghe giống giọng đọc trên kênh mi game quá vậy kênh 2D tộc có liên quan gì đến mi game không tôi xin trả lời là không nhá giọng đọc bên kênh 2D giống giọng bên mi game đơn giản là vì họ là con trai cùng bố cùng mẹ nhưng lại không phải anh em hay nói thẳng ra họ là một đây anh em ạ à. đọc câu nói này vụ vãi vỡ mồm luôn nhưng thôi giờ nghiêm túc tôi là voice cộng tác cho cả 2D tộc lẫn mi game Tuy hai đê tộc và mi game chung giọng đọc nhưng hai bên hoàn toàn không liên quan gì đến nhau hết đâu. Mọi anh em từ nay về sau sẽ phân biệt và không có sự nhầm lẫn nào ở đây theo kiểu ví dụ như kích này là của mi game à, rồi thì ad cũng làm cho mi game. Nào thì là hai kênh của một admin à, rồi vân vân và mây mây. Sau cùng, hy vọng anh em sẽ luôn ủng hộ cả HD tộc cũng như mi game. Cái thằng viết script này cũng là một fan bự của mi game đó mấy ông. Đến đây cho anh em cũng không còn thắc mắc gì với tôi nữa rồi nhỉ. Và vâng, đến đây cũng là hết video rồi. Tôi đã giữ lời hứa với anh em mà không sứt mẻ miếng nào rồi nha. Anh em thấy có ai uy tín như tôi không? Sau này anh em xem video nào của Hai đê Tộc mà anh em thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn comment phía dưới video nhá. Tôi sẽ tổng hợp lại rồi làm một cái video Q&A siêu to khổng lồ như cái này để giải đáp thắc mắc của anh em. Cái nào được anh em comment nhiều thì tôi ưu tiên làm trước, cái nào ít hơn thì anh em comment nhiều lên. Anh em yên tâm nhá. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em tại Hai đề Tộc.